Hello mọi người, và xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cái video mới của mình. Và nếu như đây là lần đầu các bạn đến với chuyên của mình á, thì mình xin tự giới thiệu, mình tên là Đạt. Mình làm video về thời trang, tóc tai và những cái vấn đề xoay quanh về cái cuộc sống của mình mà mình muốn chia sẻ nó với cả mọi người. Như vậy là cũng đã bước qua năm 2020 rồi, lại một cái năm mới đến. Và mình chúc các bạn có một năm mới có nhiều điều suôn sẻ hơn trong cuộc sống. Và cái video ngày hôm nay cũng là cái video đầu tiên ở trong năm 2020, cũng như là cái video đầu tiên ở trong cái series mới này của mình, là cái series mà mình và các bạn sẽ cùng chọn ra một món đồ và sẽ cùng mặc nó xem là mặc như nào, mix and match như nào để cho nó có thể ra được một cái bộ outfit đẹp nhất. Và như các bạn đã đọc tiêu đề rồi, là cái sản phẩm ngày hôm nay mình chọn ra để build outfit cho mọi người là một chiếc áo hoodie. Và đầu tiên thì mình và các bạn sẽ cùng nhìn lại qua một chút về cái lịch sử của áo hoodie. Và về những chiếc áo hoodie này, nó có mặt tại ở trên thị trường từ năm 1934 do một cái hãng hoodie thực sự đến bây giờ vẫn rất là nổi tiếng. Đó chính là hãng nào các bạn biết không? Đấy chính là hãng Champion. Và nhắc đến hoodie thì không thể nào mà không nhắc đến Champion được. Cho nên là đến bây giờ thì Champion mới gọi là một cái ông vua và bán ra với một cái tầm giá và cái chất lượng nó có thể ai có thể sử dụng được. Cho nên là nó rất là rộng rãi ở khắp tất cả các mặt thị trường, như là ở tất cả các nước luôn. Và theo như mình biết là những cái chiếc áo hoodie này ngày xưa ấy thì thường là những người cầu thủ thi đấu mới được mặc những chiếc áo hoodie này thôi. Và đến bây giờ thì nó được phát triển rộng rãi hơn và ai cũng có thể mặc, và nó là thành một cái thương hiệu, một cái tên tuổi thời trang mà nó rất là nổi tiếng, mà mình thấy là đa số những cái bạn trẻ đều có ở trong cái tủ đầu của mình ít nhất từ 1 đến 2 chiếc áo hoodie. Và đầu tiên là để có một chiếc áo hoodie đẹp là chúng ta phải quan tâm đến cái đầu tiên, nó chất vải, hai là cái phần mũ của nó, là cái phần mũ của nó có thể đứng lên như này không, hay là nó lại mặc nó lại ọp ẹp xuống đằng sau, thì thực sự là nhìn trong cái áo hoodie của các bạn sẽ không có hồn. Và khi mà các bạn đối với những người khác, người ngoài nhìn vào ấy, thì nhìn cái áo của các bạn không ngầu. Các bạn phải hiểu là khi mà các bạn mặc áo hoodie mà dựng được mũ lên á, là nó có một cái gì đó mà mình nhìn thực sự mình thấy nhìn trông rất là chất. Và kể cả là cái áo hoodie đấy của các bạn không có hình, hay là nó là một cái áo hoodie trơn rất là rẻ thôi, nhưng mà chỉ cần dựng đứng mũ lên ý, là cái áo của bạn sẽ nhìn trông cực kỳ là ngầu. Và thông thường là họ thường sử dụng là ba chất như sau mà mình biết ở phổ biến ở cái thời điểm hiện tại, là ba chất như sau, là một là nỉ bông, hai là nỉ da cá, ba là vải nỉ cốt tông. Nó là một cái hình, và đây đều là ba cái chất mà có thể hình thành một cái chiếc áo hoodie cơ bản. Nhưng mà cái nỉ phổ biến hơn một chút là nó là cái nỉ bông, và cũng chính là một cái loại vải mà mình sẽ nói trong cái áo hoodie sắp tới. Và nỉ cốt tông thì thực sự là mình thấy là cả giá thành mà làm ra một cái áo nỉ cốt tông nó thực sự rất là đắt, cho nên là đa phần là họ sẽ làm bằng cái nỉ bông, và nó vừa tiết kiệm được chi phí và cũng như là nó sẽ giữ ấm tương đối cho cái nhiệt độ cơ thể của các bạn. Là đầu tiên là chúng ta sẽ chọn một cái áo hoodie có một cái tông màu là màu đen. Các bạn đừng chọn một cái tông màu nào mà nó quá là chói lọi, như cả là màu đỏ, màu vàng, màu xanh rêu, màu xanh nước biển, bởi vì là cái mấy cái màu đó ấy là các bạn mặc đi chơi, các bạn mặc chụp để mà các bạn mặc để chụp ảnh outfit ấy, thì thực sự theo như mình cảm thấy là nó chỉ được một lần thôi. Cái tông màu mà mình khuyên mà các bạn nên chọn đó chính là một cái tông màu là màu đen như này. Còn cái mặt trước thì có hình hay không, hoặc là hình trơn hay không thì tùy các bạn. Và mình khuyên là các bạn nên chọn một cái áo hoodie màu đen và có hình graphic đằng trước, thì nó có thể sẽ giúp cho các bạn nhiều hơn. Và các bạn lưu ý đối với những cái hình in đằng trước á, là các bạn chỉ cần chọn một cái áo hoodie nó có hình in tối giản thôi, như kiểu là nó chỉ mang cho mình tầm 3 tông màu, ví dụ như là màu đỏ, màu đen, màu xám, là các bạn có thể mặc được rất là nhiều kiểu. Còn đối với các bạn nó có thể mặc áo hoodie màu đen này, nhưng mà lại chọn cái hình đằng trước nó rất là loè loẹt kiểu 7 màu ấy, thì mặc lên nó vẫn được thôi, nhưng mà khi mà các bạn chụp ảnh nó sẽ sinh ra cái hiện tượng làm chán. Nói như vậy thôi thì mình sẽ chọn ra một cái áo hoodie của mình, đó chính là một cái áo hoodie của Manos Claw. Về cái chi tiết của cái áo hoodie về Manos Claw này thì mình sẽ để link ở phần mô tả bên phía dưới. Các bạn có thể bấm vào đó để biết thêm về áo hoodie Authentic này, cũng như là Manos Claw, để có thể cop ngay cho mình một cái áo hoodie để mặc trong dịp Tết sắp tới này nhé. Và đúng như với cái tiêu chí mà mình nói với cả các bạn, rằng là chỉ chọn được cái tông màu đơn giản thôi, thì ở đây mình sẽ chọn một cái áo hoodie có 3 màu chính, là màu đen, màu đỏ và màu xám. Màu xám bạc bạc như này, để nó có thể là mặc với cả nhiều loại giày và nhiều loại quần khác nhau.
Và về phần mũ cái áo hoodie này thì chắc chắn có thể dựng được rồi, cho nên là các bạn yên tâm. Có một cái số bạn thắc mắc là có nên mua cái áo hoodie mà có cái phần drawstring này không. Và theo như mình thì mình nghĩ là các bạn mua cũng được, chả sao cả. Vì các bạn có thể buộc nó như cái chính áo mình đang buộc ở đây. Nó nhìn sẽ tạo ra một cái điểm nhấn nhẹ nhàng cho phần cổ của bạn hơn, mà nó sẽ tránh được cái hiện tượng là mũ của bạn sẽ bị bẹp về đằng sau nhiều hơn. Vì là chúng ta buộc vào thì nó sẽ bị co vào như này và nó sẽ đẩy lên đằng trước. Cho nên là các bạn yên tâm, nó sẽ không hề bị bẹp mũ đâu. Và cái outfit đầu tiên ở trong cái video này mà mình cũng muốn nói đến với các bạn, đó chính là một cái outfit mà mình đã từng mặc nó ở trên Instagram của mình rồi. Và mình sẽ để Instagram mình ở bên cạnh đây để các bạn có thể biết thêm về Instagram của mình. Và ở trên đó thì mình up rất là nhiều những cái về outfit của mình. Các bạn có thể lên đó để tham khảo thêm về outfit và rồi về mix sẽ mát lại. Và ở cái outfit đầu tiên là sẽ là mình sẽ sử dụng một cái áo hoodie như mình đã chọn, là một chiếc áo hoodie của Manos. Và mình sẽ khoác thêm một cái áo jacket có cái họa tiết là kẻ caro ở đây. Bởi vì là các bạn có thể thấy là cái chữ này của mình là màu đỏ, và cùng với cả cái áo jacket có họa tiết kẻ caro này nó cũng là màu đỏ luôn, cho nên là nó sẽ khá là hợp với cả cái áo hoodie này. Và về cái phần quần jean ở đây thì mình sẽ chọn luôn cái quần jean của Snazzy. Thì đây là một cái quần jean có hai phần knee stretch, hai phần knee blowout. Phần đầu gối này nó rất là to và mình rất là thích cái quần này, và mình có cái quần này rất là nhiều những cái outfit của mình rồi. Và ở bên trong cái hoodie thì mình sẽ mặc thêm một cái áo tank top có cái tag slit nữa. Sorry các bạn một chút là mình không có cái áo tank top đây, bởi vì là mình vừa mới giặt nó ngày hôm qua thì phải, cho nên là bây giờ nó chưa khô. Nhưng mà mình sẽ để ảnh ở đây cho các bạn có thể hình dung rõ hơn về cái áo tank top đó. Và về cái áo hoodie của Manos Color này là mình sử dụng là một cái form áo là tiêu chuẩn là oversize, cho nên là các bạn sẽ có một cái phần chun này nó vừa phải và nó sẽ làm không quá là bó chặt vào cái phần hông và phần eo của các bạn. Cho nên là các bạn có thể layer và nó sẽ tạo cho các bạn một cái hiệu ứng layer rất là tự nhiên. Và như vậy là các bạn có thể hình dung được là cái outfit này của mình là bao gồm là 3 màu: màu trắng, màu đen và màu đỏ. Và chính vì vậy cho nên là mình sẽ đi một cái đôi giày là style 36. Và đó là một cái tông màu chủ đạo là màu đỏ và màu kem. Cho nên là các bạn mặc lên trên chân ấy thì nó nhìn cả cái bộ outfit các bạn, nhìn cái đôi giày thực sự rất là nổi luôn. Và ngoài ra thì các bạn có thể mặc quần jean màu đen này với cả những cái quần khác như là quần jean có zipper, thì nó các bạn sẽ mở zipper ra và cái phần ống zipper này sẽ cực kỳ là đẹp với cả cái dây van. Và cái outfit thứ hai mà mình muốn gửi tới tất cả mọi người đó chính là một cái outfit vẫn là cái áo hoodie đấy và một chiếc quần jean của Chris Denny màu xanh. Về cái outfit này thì mình sẽ build theo cái tông màu là nó là một cái tông màu sáng. Và đi đây là một cái quần jean rách có hai phần knee blowout ở đầu gối cùng với cả hai cái phần zipper ở cái ống quần này. Về cái đôi giày mà mình sẽ đi trong cái outfit này là một cái đôi giày là Easy Cream White cùng với cả một cái áo jacket màu trắng. Bây giờ để mình sẽ lấy cho các bạn luôn đây. Sorry mọi người là mình vẫn để nó trong cái túi bọc này vì cái áo màu trắng nên là mình cũng khá là giữ cẩn thận. Thì mình bỏ cái bọc của nó ra đã. Thì đây sẽ là một cái áo jacket màu trắng. Ở hai bên cổ của nó thì có một chút điểm nhấn nhẹ màu xám, cho nên là mình thấy là nó khá là hợp với cả cái áo hoodie này. Để mà nó nổi hẳn ở cái outfit các bạn ạ, thì mình nói rồi, mình sẽ đi một cái đôi giày là cream white và nó sẽ fit hơn với cả cái áo này. Và nhìn cái outfit của các bạn sẽ có một cái sự đồng bộ hơn giữa phần trên và phần dưới. Cùng với đó thì mình sẽ mở thêm một chút nhẹ zipper ở dưới nữa để nó tạo ra một cái hiệu ứng nó nhìn trông sẽ ngầu hơn. Và tiếp theo là cái outfit thứ ba mà nó có mặt ở trong cái video này, mình cũng vừa mới sáng tạo ra thôi, là mình sẽ mặc một chiếc quần jean của Zara màu xám như này. Về cái quần jean này thì mình đã unboxing riêng rồi, nếu như các bạn nào chưa xem thì có thể bấm vào link channel của mình để xem. Về phần ống quần nó thì nó không phải một cái ống quần nó vắt sổ như bình thường nữa, mà là một cái ống quần nó có một cái hiệu ứng distress ở đây và nó có một hiệu ứng distress ở đây nữa. Ở bên hai bên thì nó cũng đều là tương tự giống nhau. Và cái quần này á, khi mà các bạn mặc vào á và đi với giày sneaker á mà cổ thấp là nó sẽ hở thêm một cái đoạn chân của các bạn, và nhìn trông nó có một chút gì đó mà nó hách chiều cao hơn cho các bạn. Và cái outfit này thì mình sẽ chỉ thay đổi mỗi quần thôi, và nếu như mà hôm nào mà lạnh quá thì mình sẽ mà khoác thêm một chiếc áo bomber jacket nữa. Và nếu như các bạn có thêm những cái áo như là varsity jacket, là những cái chiếc áo mà nó cài cúc như này thì các bạn có thể mặc nó nếu như mà trời quá lạnh. Về cái đôi giày mà mình chọn thì các bạn có thể đi những cái đôi giày như sau. Một là các bạn có thể đi đôi giày, đó chính là đôi Vanvort trên cái bot này. Và các bạn có thể đi cái đôi Easy Oreo này, yên tâm là nó vẫn sẽ rất là đẹp. Và cái outfit thứ tư cũng như là cái outfit cuối trong cái video này rồi, là đó chính là mình sẽ sử dụng thêm một cái quần sweatpants màu xám sáng như này. Các bạn lưu ý là khi mà các bạn mặc quần sweatpants vào á
thì đối với đại đa số chứ còn sleep pen là nó sẽ tạo cho bạn một cái sự hiểu và nó sẽ tạo cho bạn một cái cảm giác là thoải mái. Và cái outfit này cũng là một cái outfit mà mình thực sự rất là thích và mình thường mặc nó mỗi khi ở nhà hoặc là nếu như mà ra đường thì tùy những cái trường hợp mà mình đi thì mình sẽ mặc những cái bộ outfit như thế này. Thì mình sẽ mặc một cái quần sleep pen như thế này và một chiếc áo hoodie kia rồi. Và mình sẽ đi thêm một đôi giày. Ở đây thì các bạn có thể sử dụng đôi giày, nó rất đơn giản thôi. Các bạn có thể sử dụng đôi Van Old School để đạp gót, hoặc là sử dụng cái đôi chính cái đôi Oreo vừa rồi mình vừa đi. Thì đây có thể nói là một cái outfit rất là đơn giản, cho nên là các bạn không cần quá là nhiều những cái trang phục, những cái phụ kiện cầu kỳ hơn ở cái outfit này. Tuy nhiên là cả ở cái outfit này nó vẫn sẽ giữ được một cái vẻ đẹp gì đó mà mình thấy là nó rất là ngầu khi mà các bạn mặc ra đường. Và như vậy là mình cũng đã chỉ cho các bạn 4 cái bộ outfit mà các bạn mặc cùng với cả hoodie, ngay cả khi mà trong tủ các bạn chỉ có một chiếc. Và nếu như các bạn thấy cái video cũng như là cái series mới này của mình là mặc một đồ và nó mặc được nhiều kiểu khác nhau, thì các bạn nhớ là đừng quên nhấn like, share và subscribe channel bên phía dưới cho mình. Và nhớ là đừng quên follow Instagram của mình nhá, bởi vì trên đó mình sẽ up những cái khá là hay mà các bạn muốn xem đấy. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Peace.